Rồi, em Bảy Đồ Câu Nhật Bãi xin chào cả anh em ha. Hôm nay em sẽ lên cho anh em là cần rút mini, cần carbon 2 khúc ha. Phen lá luôn nè, cần rút nè, cần rút carbon. Rồi hôm nay em có hàng như là mồi nè anh em, bơm xả mồi, dây thì em còn mớ dây này nữa, em sẽ gom lại em combo cho anh em. Em có chì, em có phao luôn ha. Đó, với cái hộp mồi nè, với cái hộp đựng phụ kiện đó. Rồi, phí ship mặc định bên em là phụ kiện là 20.000, còn anh em cần dưới máy là 30.000 ha. Đó. Anh em nào chốt hai đơn em sẽ miễn phí ship, còn anh em nào chuyển khoản em bao ship anh em luôn. Đó. Rồi, lên hàng nha anh em. Thì anh em nào chốt hàng chốt cho em số điện thoại ở đây, là clip nào em cũng để số điện thoại và Zalo ở đây nha. Rồi, đầu tiên em sẽ lên cho anh em là hai cây cần rút nha anh em, hai cây rút mini, một cây rút máy ngang, cây lua máy ngang nè. Cây này chất liệu phíp, dàn khoen của là dàn khoen kẽm, bu là bu Fuji nha. Đó, cây này dài 1m7 anh em, còn khá là đẹp luôn. Đây, dài 1m7 nha anh em. Ừ, khá là đẹp. Đấy. Ừ. Rồi, tiếp theo là thêm một cây nữa. Đây, cây nữa là cây này là một cây cần máy đứng nha, bát đẹp quá đẹp luôn. Đó, cây này dài của nó là 2m. À, cũng là dàn khoen kẽm luôn, cần còn khá là mới, độ cứng cỡ 30 nha. Đây. Ừ. Cái này thì lâu ngày nó bị xước keo, giờ anh em chấm keo nha, em sẽ chấm keo lại cho anh em luôn, khỏi cần phải anh em phải chấm nha. Rồi, thì bộ này combo nào số 1 này em để cho anh em nha, combo số 1 này em sẽ để cho anh em giá là 300k nha anh em. Mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Đây, hôm bữa anh em nào hỏi em có cần ngắn không nè, em có một cây 2 khúc ngắn cho anh em, 2 khúc này carbon luôn nha anh em. Đây, cây này 2 khúc carbon đọt đặc nha. À, dài của nó là 1m3. Ừ. Đây, độ dài 1m3 nha. Cây này được hàng chung sức nha anh em. Dài 1m3. À, bát nè. Đây, win goya gì đó. Đây, cán hở 3 khúc luôn, cần khá đẹp. Ừ. Thì đây cái đọt của nó là đọt đặc nha. Thấy không? Dàn khoen thì quá là ngon luôn. Cây này độ cứng đâu tầm khoảng cỡ cây này anh em có thể là chơi câu bè ha anh em, câu bè, câu hay chi hay nè, câu kiểu dạng Ikeda vẫn được luôn, tại vì độ cong của nó nè. Anh em thấy cái độ cong của nó không? Cái độ cong của nó là khá là ngon luôn á. Đó, thì cây này độ cứng tầm khoảng cỡ là 5 đến 8 thôi. Cỡ đó anh em có thể chơi được Ikeda hoặc là anh em có thể là chơi câu bè gì hay chi gì đó. Nó là dạng 2 khúc nha. Cây này mã số 2, em sẽ để cho anh em giá là 350 nha. Ha, 350, thân carbon, cái đọt đặc sợi tinh. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 em có một cây Hichi nha. Cây Hichi này dài 1m anh em. Hichi này cây Hichi carbon nha. Đây, cây này dài 1m, bát của nó đây. À, anh em có thể câu Hichi, Ikeda gì đọt ở trên này đọt đặc nha. Anh em nào muốn cái đọt mà anh em muốn chơi Ikeda thì anh em mài cái đọt lại nha anh em. Đó, mài cái đọt cho nó nảy lại. Đó, cây này hơi cứng nha. Cây này chỉ câu được Hichi thôi. Hoặc là Ikeda cũng được luôn anh em. Nè, dàn khoen của nó là khoen kẽm này ha. Khoen kẽm như Ikeda gì đó. Ở trên đây không có bu đâu nha anh em. Nó là nguyên zin, nó là vậy nha. Đọt ở trên đọt đặc, ở dưới là carbon nha. Đây, cây này còn khá là đẹp luôn, rút lại nè. Đó, rút lại thì nó còn lại 60cm thôi. À, cây này mà đây cũng là hàng chung sức luôn nha anh em, của OGK. Rồi, cây này mã số 3 em để cho anh em giá 250, 250k nha. Tiếp theo mã số 4. Đây, mã số 4 em có một cây cần nghệ nhân Nhật nha anh em. Cây này hàng dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji hết trơn luôn. Fuji gold nó bị phai màu nè. Đó, cái gốc của nó là gốc trúc, bát của nó là bát Fuji Tanlit, bát xịn luôn, gốc trúc nghệ nhân nha. Cái này đã vô keo đầy đủ hết trơn rồi. Nè, đã lên keo hết trơn rồi, anh em câu thoải mái nha, để bao lâu cũng được luôn. Đây, cái khúc nối nè, khúc nối khi có một cái ống sắt ở trong đây. À, cái này đọt này là một cái đọt đặc nha, độ cứng nó rơi vào tầm khoảng cỡ 50 đó anh em, 30 50 nha. Nó cỡ đó thôi. Thì độ dài nguyên cần em sẽ đo cho anh em ha. Độ dài nguyên cần của nó là 1-2m. Nó tầm 2m nha. Đây, anh em thích chơi hàng nghệ nhân Nhật thì mình lấy nha anh em. Cây này mã số 4. Đây, mã số 4 em sẽ để cho anh em giá là 400 nha. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji hết trơn luôn anh em. Fuji gold đó, nhưng mà bị phai màu rồi. Nhóc có chân khoen luôn. Đây, thấy không? Đây, cái kén này, nắp đít nè. Quá đẹp luôn. Đấy, mấy ông Nhật cái này cần nghệ nhân Nhật nha. Rồi, mã số 4 này em để cho anh em giá là 400. Tiếp theo, mã số 5 cũng là một cây cần nghệ nhân Nhật nữa nè, mấy ổng sơn kim tuyến nha, đổ keo sơn kim tuyến hết trơn luôn. Cây này dàn khoen của nó dàn khoen lá nha. Đây, dàn khoen xích lá nè, bu là bu chống sắn luôn. Thì độ dài cây này là hình như là 1m8 á. Ừ.
Cây này đặc biệt, cái đọt của nó là đọt đặc nữa luôn nha anh em. Đây, dài 1m8, cỡ 1m75 chứ không tới 1m8. Cây này cỡ 1m75 thôi, đọt của nó là đọt đặc nha. Anh em có thể đánh cầu cầu bạo lực cũng vẫn được luôn. Nè, anh em nhìn nè, vàng khoen nè. Nói cái vàng khoen không là vàng khoen lá này, anh em biết mua bao nhiêu không? Nó vàng khoen lá này nhẹ nhẹ thì cũng tầm khoảng cỡ là 400-700 ngàn một bộ nha anh em. Nó đây nè, rất là nhiều khoen luôn, ở trên đây là khoen dày đặc hết trơn luôn á. Càng cặp bon đọt thì đọt đặc nha, dài 1m75. Đây bát là bát Fuji luôn, càng còn khá là đẹp. Cây này anh em đánh khỏi thoải mái luôn, thì độ cứng của nó rơi vào cỡ 50-80 nha anh em. Đây nè, 30-80 nha, tại vì nó cái đọt của nó rất là nhạy, cái đọt của nó chỉ cong tới đây thôi anh em. Nè, cho dù anh em có đèn nặng tay nữa thì nó cong cũng vẫn tới đây thôi nha. Đó, rồi. Rồi cây này thì mã số 5, em sẽ để cho anh em giá là 550 nha, bằng cái bộ khoen này thôi anh em. Đó, 550 anh em lấy được cây cần này chơi rồi. Tiếp theo là mã số 6. Đây mã số 6 em có một cây Hichi. À, em còn một cây Hichi cuối cùng luôn. Cây Hichi này dài 1m8, đọt cứng 10 nha. Nó cho anh em câu hanh cháp dìa dò luôn nè. Nó câu bè, anh em câu bè, câu cá vặt, câu tôm, câu mực đồ đó thì mình lấy mấy cái Hichi này. Cây này còn khá là đẹp luôn. Đây, dài 1m8, hàng Korea sức của anh Alpha Taco nha. Rồi, đọt số 10 dài 1m8. Cây này em để cho anh em giá là 400k anh em, mã số 6 nha. 400k. Đây, tiếp theo mã số 7 em để cho anh em là một cây cần khoen lá ha, cây cần khoen lá của Alpha Taco. Cây này rất là dài, hai khúc dài 3m3, độ cứng là 50 nha. Đây, bát của nó là bát Fujigon nha anh em. Nè, cây này hàng là Alpha Taco của Mark Insurban luôn. Rồi, cây này cái keo khoen của nó là đi nó bị gân hết keo khoen nha. Anh em về có thể là để vậy câu hoặc là anh em đi keo lại cho nó đẹp. Đó, thì vàng khoen lá là đủ hết trơn nè. Khoen lá quá trời nhiều luôn anh em ơi. Nó bù là chống sắn luôn nha. Cây này độ cứng của nó là 50, dài 3m3, hai khúc. Nó hai khúc mà 3m3, anh em biết nó dài thế nào. Cái độ dài hai khúc đó, khó ít lắm, ít 3m3 lắm mà cái gì này về đây. Cây này nè, 3m3 này anh em thấy không? Alpha Taco, cây này phôi là mã Insurban. Cây này anh em có thể về anh em xả ra, lấy bộ phôi anh em làm lên một cây cần khác, hoặc là anh em lấy bộ khoen anh em làm gì đó anh làm ha, anh em làm. Còn em sẽ để cho anh em với giá rất là tốt cho anh em chơi. Đây, giá từ là 870 ngàn, em sẽ giảm cho anh em còn 750 cây này thôi. Mã số 7 nha anh em, 750k. Tiếp theo mã số 8. Đây, mã số 8 thì em có một cây cần một khúc cho anh em đánh ngâm ha, đánh ngâm đánh cầu cản được. Đây đây, anh em thích chơi bạo lực đồ đó thì mình lấy nha. Cây này đọt đặc luôn anh em, một khúc mà đọt đặc nha. Đó, thì cây này nó dài của nó là 1m8. 1m8 một khúc vàng khoen nè, vàng khoen khá đẹp luôn anh em thấy không. Cây này đọt đặc luôn nha. Nó anh em thích chơi một khúc thì mình lấy nha anh em. Bát nè, cán nè, cán hở 3 khúc luôn. Rồi, cây này cứng 80 nha, cứng 80, dài 1m8, dòng là của Rô Mờ Rinh ha, của ông Korea hay á. Đây, cây này rất là nảy luôn. Rồi, anh em nào lấy cây này em sẽ để cho anh em giá là 550 nha. Mã số 8 này 550, từ 650 em sẽ giảm cho anh em còn 550 luôn. Tiếp theo, mã số 9. Mã số 9 là em có một cây cần dựng của mấy ông nghệ nhân Nhật nha. Đây, cây này nghệ nhân Nhật làm nha anh em. Vàng khoen của nó là Fuji hết trơn luôn. Anh em nào thích chơi độ cứng vừa, độ cứng cỡ 30 ha, 30-50 á, thì mình lấy cây này nha anh em. Cây này của mấy ông nghệ nhân Nhật làm. Đấy, anh em có thể là câu bè, câu thuyền, câu tàu rồi đó, hoặc là câu biển ha. Vàng khoen của là vàng khoen Fuji rất là ok luôn. Nè. Nhóc có chân khoen, anh em có thể xả khoen mình làm lên một cây cần khác, hay là mình dựng một cây cần khác, hay là anh em đi về anh em cưa hai khúc gì đó thì mình làm nha. Thì độ cứng của cây này nó là độ dài cây này nó là 1m7 ha, 1m7 nó một khúc luôn. Thì cái cán của nó là mấy ông Nhật ống quấn cái màng co hết trơn rồi. Bát là bát Fuji tem vàng luôn anh em. Rồi, cây này mã số của nó là mã số 10. Mã số 9 nha anh em. Nha, mã số 9. Mã số 9 này em sẽ để cho anh em giá là 500k ha. Cây này 500k thôi cho anh em chơi. Ha, quá đẹp luôn. Anh em nào câu đêm thì mấy cái này nó phát sáng cho anh em dễ nhìn thấy. Tiếp theo là mã số 9 rồi đúng không? Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 em có một cây cần rút
cần rút mini của Shimano. Cây này đọt cứng màu nha, cứng màu dài 2m1, carbon sáng gân của Shimano, dàn khuyên là Fuji phản quang luôn anh em nè. Bên trong thì khá là đẹp, cần này đủ mới còn cỡ 90%, cần Holiday Spark nha, dòng carbon in Korea nha, có mã code đầy đủ luôn nè, được sản xuất ở Korea. Cây này quá trời mới nha, không có nắp chụp đầu nha anh em. Cây này em bữa nay em xả giá cho anh em, giá rất là tốt cho anh em chơi. Mã số 10 này chỉ có 550 thôi, đây còn khá là mới luôn nha. Mã số 10 550k. Tiếp theo mã số 11, mã số 11 em cũng có một cây y chang vậy luôn, nhưng mà nó hãng Ryobi nè, cũng là đọt số 10 luôn nha anh em, cũng là cứng mờ luôn, cứng mờ dài 2m1. Cây này của Ryobi, cũng là sản xuất ở Korea, cũng là carbon sáng gân luôn nè. Cây này đi dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji xứ xám, cây tem Nhật đầy đủ luôn đó. Rồi cây này em sẽ để cho anh em giá 500, mã số 12 nha. Rồi 13 thì bữa nay em có một cây cần, nhiều kiểu như cây súng vậy đó. Đây nè, nó kiểu như là một cây súng vậy đó anh em nha. Anh em nào thích chơi sưu tầm, hoặc là về cho con cháu mình chơi, hoặc là đi du lịch đồ đó, mình bỏ vô bị ba lô ha. Cây này đủ, gấp gọn của nó em rơi vào tầm khoảng cỡ 30cm thôi anh em, nó cỡ đó nha, gấp gọn cỡ 30cm thôi, anh em thấy không gọn không, quá trời gọn luôn. Đây thì em sẽ sơ lược về cây cần này cho anh em ha, anh em nè, đó anh em bóp cái này ha, đó anh em đẩy xuống cứng khừ này ha. Anh em muốn rút cái độ dài cây cần ra thì mình sẽ làm sao, đây có cái nắp chụp đầu nè, bỏ nắp chụp đầu ra đi. Đây mình gặt cái này về ha, mình xả cái này ra cho nó nhẹ, gặt cái này về đây, nó cây cần nó dài ra thêm một khúc nữa này ha, gắn lại kéo lại đó, là cây cần nó dài ra thêm một khúc nữa nè. Đây cây cần khá là đẹp luôn, thì độ dài tổng thể cây này nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 1m, để em coi đo coi, nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 1m2 1m3 thôi anh em, nó cỡ 1m2 1m3 cây này ha, được sản xuất ở Japan, khoai nhầm này, chung nha, chung sức nha anh em, nó rơi vào tầm 1m2 1m3 thôi. Đây cái cán của nó là có thể là gập được nữa ha, cái cán này có thể gập vô và mở ra. Đó, anh em mở ra nè, cái này thì nó lâu ngày nó chưa có được chu trơn đó, anh em cứ bóp đè xuống nha, đè xuống là nó dính nha. Rồi ok, đây nó anh em, cái này là xây nè, cái con máy này hoạt động y gan con máy cái này nó hoạt động y chang cái con máy, mà con máy hột vịt đó anh em ha. Anh em nào có chơi máy hột vịt rồi thì anh em sẽ biết. Rồi đây vô dây như thế nào, đây vô dây em sẽ chỉ cho anh em. À, anh em dặn cái này ha, dặn ngược kim đồng hồ là nó dặn ra nha, còn mà thuận kim đồng hồ là dặn vô đấy. Đây rồi, đây nó hoạt động y chang con máy hột vịt nó ha. Trong đây là nó có dây sẵn cho anh em mà nè, đây trong đây là có dây nè, carbon của nó nằm ở đây nè nè. Đó, anh em bấm cái này là xả nè, bấm cái này nè, đó bấm cái này là xả, đó là quay được đó, nó tự bật nè, bấm cái này là tự bật ra nè ha. Đó, anh em lấy dây thì anh em phải thọc cái lỗ ở dưới đây ha anh em, thọc cái lỗ dưới đây rồi anh em xuyên qua đây đó, xuyên qua đây rồi qua cái khoen này rồi mới đi từ khoen này ha. Đấy nói chung là thì anh em chưa biết thì mình về nghiên cứu xíu là biết thôi. Dặn lại đây rồi xong mình sẽ gấp gọn lại cho anh em xem nha. Kéo vô kéo vô, dặn lại là cứng nha. Đó rồi, cứng rồi nha. Rồi khoen bu thì ngon lành hết trơn nha nè. Nè cái bu thì nó để hỏng lên cao gì nha. Đó, cái nắp chụp luôn, cái này nó về không có nắp chụp đâu, cái này là em lấy riêng cho anh em đó. Riêng cho anh em để có nắp chụp đấy, đấy nha. Rồi chơi xong rồi mình bóp lại thôi. Đó, mình bóp lại thôi rồi xong gì là ok. Rồi cây này mã số 12 nha, cây này mã số 12 em sẽ để cho anh em giá là 400k cho anh em chơi trải nghiệm sưu tầm. Tiếp theo mã số 13. Rồi 13 thì em có hai con mồi nha, hai con mồi Daiwa luôn, không phải một con Daiwa với con gì đó, con Zero á, một con bóp chứ một con có thìa, con Daiwa này khá là đẹp luôn anh em. Nó dưới một con bóp nè,
con bóp zero, con này cũng đai qua luôn anh em, con zero hai con này cũng đai qua hết trơn nha. Đó. Rồi hai con cá này mã số 13 em sẽ để cho anh em là 150. Tiếp theo mã số 14 em sẽ có hai con spinner, có cánh quạt nè. Spinner này anh em chơi lóc bông ha, lóc bông câu nheo rồi đó thì mình lấy nha, nó có cánh quạt nè. Đó, nó đi xuống nước nó kêu tạch 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 đã lắm. Mấy ông Thái á, hay chơi lắm. Thái Lan người ta chơi á nè, cây này có hai cái cánh quạt luôn nè. Rồi nó đổ thêm một cái lưỡi ba tiêu dưới đây nữa nè. Ha, lưỡi ba nó dưới đây nè. Táp vô là không có đường nào mà chạy hết. Táp vô là về với ông bà liền luôn. Mấy con cá. Rồi, cái này là mã số 14 nha. Mã số 14 này em để cho anh em giá 200 hai cái này. Tiếp theo mã số 15 em có hai con mồi quá đẹp luôn, hai con mồi này cũng đây qua hay gì nè. Hai con, một con là Vira xanh gì nè. TD Vira nấy xanh SP với lại là thằng này là thằng TD Silen Vira nấy xanh S. Đây. Hai con cá đẹp kinh khủng luôn, có bị trống nha. Đó, hai con cá đẹp quá đẹp rồi đó. Rồi, hai con cá này mã số là mã số 15 nha. Mã số 15 hai con cá này em sẽ để cho anh em giá là 180.000 nha anh em. Ha, 180k. Tiếp theo là em có cái combo em có combo là 4 cái xả mồi nha anh em. À, em còn combo 4 cái xả mồi này. Ha, hai cái xả mồi inox, hai cái xả mồi bằng nhựa. Đây. Hai cái sao mồi đai qua nè. Nha, cái chi đây có chì chứ mấy cái sao mồi này nặng lắm nha. Từ có cái lớn chắc tầm khoảng cỡ 400-500g á. Rồi, thì mã số 16 này, bốn cái xả mồi này em sẽ để cho anh em giá là 250 nha anh em. Bốn cái này chỉ có 250 thôi. Tiếp theo mã số 17. Đây. 17 em sẽ combo cho anh em là dây chưa sử dụng nha. Mấy dây này là anh em chơi, anh em mà câu cá giết á ha, anh em câu cá gô cá giết, anh em câu cá nhỏ cá nhét đồ đó thì mình lấy nha. Anh em thích chơi đồ nhỏ, đồ này là đồ siêu nhỏ luôn chứ không phải là còn đồ nhỏ nữa, nó là siêu nhỏ luôn anh em. Tại vì biết sao, đây 0.175 nha, dây này 0.175 nó nhỏ hơn cọng tóc của mình nữa, nó có thể là bằng cọng tóc hoặc là nhỏ hơn cọng tóc mình nữa đó. Anh em thích chơi đồ nhỏ nè, được chơi đồ nhỏ thì anh em phải có kỹ thuật nha, kỹ thuật cao anh em mới chơi đồ nhỏ được nha. Tại dây nhỏ thì anh em biết rồi, anh em bứt nhẹ cái đứt rồi đó nha. Anh em phải có kỹ thuật cao mới được nha. Chơi những cây cần và tầm khoảng cỡ, nếu mà 0.4 với 0.175 này anh em chơi cần tầm khoảng cỡ 2-3h thôi nha anh em đó. Anh em chơi cần mà cần cứng hơn là anh em giật đứt nha, nói trước nha anh em. Đây, cuộn này là cuộn sinh lai 50m 1800 yên, 0.4, cuộn này chưa sử dụng nè, thêm một cuộn ít charo. Nó cuộn này 2.500 yên nè, nó giảm giá còn 1.800 yên cho anh em nè, 1.890 là cuộn này không là cũng gần hơn 300.000 tiền Việt mình đó anh em. Đây ha, thì hai cuộn này em sẽ combo cho anh em là 250k ha, mã số 17, một cuộn 0.175 và một cuộn 0.4. Đó là 250k mã số 17 cho anh em ha. Tiếp theo mã số 18. Đây 18 thì em cũng sẽ combo cho anh em đi gan 17 luôn. Một cuộn 0.5 và một cuộn 0.175, cuộn chu rai và một cuộn của xanh lai hàng Japan hết, nó chưa sử dụng hết nha. Rồi, hai cuộn này em sẽ combo cho anh em cũng là 250 luôn, mã số 18 nha anh em. Tiếp theo mã số 19. Đây, 19 em còn một cuộn Pulo carbon số 16 của hàng Sugar ha. Giá của nó là 3.600 yên, cuộn này giá cao kinh khủng luôn. Đó, chưa sử dụng nha, còn bọc luôn nè. Sugar Pulo carbon 100% số 16. Anh em là câu đáy thích làm dây leader đồ đó thì mình làm thì mình lấy nha. Đây. Rồi, cuộn này hoặc là anh em làm leader câu zip được nè. Rồi, thì cái cuộn này là mã số mấy? Mã số 19, em để cho anh em giá là 200. Đây, Sugar Isabel luôn. Tiếp theo mã số 20. Mã 20 em sẽ để cho anh em là cuộn này cuộn số 4 nha anh em. Cuộn dây số 4 nó dài còn 600m nha, cuộn này tới 1000m lần nhưng mà nó còn cỡ 600m. Dây số 4, dây khá là chắc luôn, em đã test rồi. Mã số 20 em sẽ để cho anh em giá là 200. Đây, còn trắng tư luôn.
Tiếp theo một cuộn si bát nha, cuộn dây này phải nói dây này rất là bóng mượt nha, anh em nào mà chơi câu lua nha, cuộn này là chuyên về câu lua cho anh em chơi lua bằng cước hoặc là anh em đánh câu ISO đó. Cuộn này còn rất là nhiều luôn, cuộn này bao anh em là tầm 250 ăn lên nha anh em. Đây cuộn này nó 300m mà nhưng mà bao anh em còn cỡ 250m trở lên đó. Em sẽ để cho anh em cuộn này mã số 21 với giá là cuộn này nhiêu, em để cho anh em giá là 200 luôn, một cuộn si bát nè, dây phải nói là dây bóng mượt đẹp lắm anh em nhìn cái chắc dây của nó nè, đẹp kinh khủng luôn đấy. Rồi nó dính cái gì rồi, ok cuộn này mã số 21 giá 200k. Em sẽ lên trên là đây, lên trên em còn cái hộp này nha, cái hộp được khá là đẹp luôn anh em ơi. Cái hộp này độ dài của nó tầm khoảng cỡ là 30cm nha, hộp này dài 30cm thì nó có phụ kiện trong đây luôn. Trong đây thì nó có là đồ gì, nó có một cái ngăn phụ ở trên và một cái ngăn dưới, ngăn chính ở dưới nó có một bịch lử, có lử to luôn, nó có mấy cái phao đồ nè, cột chì đồ nè ha, phao ISO, chì, phao tròn đồ đầy đủ luôn nha anh em, nhóc hết trơn đó. Thì combo này giá rất là tốt anh em chơi nè, chỉ có dưới cái hộp luôn nha, nội cái hộp không là cũng trên 200.000 rồi đó anh em. Đây đó cái hộp luôn nè, rồi em sẽ combo cho anh em hết trơn cái này luôn, mã số 22 giá là 270k nha anh em. Đấy, tiếp theo mã số 23, đây mã 23 em sẽ combo cho anh em là mấy những cái phao này, phao gì, những cái phao lớn à, những cái phao lớn, phao to này, anh em câu cá mè, anh em đánh súp xa bờ, anh em đánh bạc bãi, anh em đánh cái gì mà xa đó, mình chơi cái phao cho nó bự để nhìn dễ nhìn thấy đó ha, hoặc là chơi mồi bự mồi lớn đồ đó thì anh em chơi ha. Trong đây thì có 7 cái phao ha, 7 cái phao này em để cho anh em giá rất là ưu đãi luôn, giá này mã số 23 chỉ có 200k thôi, anh em được 7 cái phao nha, phao nhập hết trơn luôn. Tiếp theo mã số 24, đây mã số 24 em sẽ combo cho anh em 20 cái cục chì bạc bãi này, 20 cái cục chì này nó còn trong bọc nha, nó còn trong bọc là nó chưa có sử dụng luôn anh em, nó có sử dụng rồi nhưng mà nó còn trong bọc, có những cái là sử dụng, như là một bọc này nó có 3 cái mà sử dụng hết 2 cái rồi, nó còn một cái nè, cái này là 3 cái nó chưa sử dụng luôn nè đó, còn cái này nè chưa sử dụng luôn như này đó, thấy không, nó còn trong bọc hết trơn. 20 cục này cũng size cũng to lắm nha, 20 cục này đâu có cần chắc gần 2kg đó anh em ha. Thì em sẽ để cho anh em mã số 24 này combo 20 cục này 200k nha anh em đó, 200k anh em lấy được 20 cục chì bạc bãi này chơi. Tiếp theo mã số 25 cuối cùng luôn, em sẽ combo cho anh em những cái phao chung nhỏ vừa tròn ha, để cho anh em câu cá mè, anh em câu câu cá to, anh em thích chơi ai câu ISO đồ đó thì mình lấy những cái phao này nha. Rồi combo phao này em sẽ để cho anh em giá chỉ có 150k thôi, mã số 25 nha, à, hết trơn này luôn, em bán 170 mà em giảm luôn nha, còn 150 thôi, em tính bán 170 em để luôn rồi nè, nhưng mà để 150 cho anh em chốt nhanh lẹ cho anh em chơi tầm khoảng mười mấy cái nè, mười mấy 20 cái gì đó. Rồi em chào anh em nha.